là anh chị sẽ thấy được rất là nhiều loại lo rồi. Nhưng mà cái loại lo như thế này á là anh chị sẽ rất là hiếm thấy. Loại nho như thế này là như thế nào mà tại sao hiếm thấy anh chị? Đây. Đây, lấy cho anh chị xem thử ra. Nè, đóng gói chắc chắn nha anh chị. Đây, đầu tiên nói trước cho anh chị luôn. Đó, những anh chị nào hết hát karaoke nói trước luôn, có 2 micro. Đấy, 1 micro. Đây, để anh đây dục cái thùng đi anh chị. Đấy. Rồi, đó. 2 micro. Đó. Rồi, chúng ta cùng đến với nhân vật chính nha anh chị. Đây, nhân vật chính của nó đây. Đấy. Đây là một chiếc lo làm nguyên da hết tất cả nha anh chị, giả da simili nhưng rất đẹp. Đây, quay về phía trước cho anh chị xem. À, đây, đó, giật cái bên trong cho anh chị xem luôn nè. Đây, mở ra bên trong luôn. Không có gì phải sợ, bán bình thường là không có gì phải sợ cho anh chị hết. Đó, anh chị thấy không? Thường á là anh chị đi mua á thì nó sẽ là khóa ốc bên trong, không cho anh chị thấy được bát bên trong, nhưng mà em vô tư cứ nhìn bình thường anh chị. Bát này là bát khoảng tầm bát 15 ha, mà tới hai bát là quá đẹp luôn. Bát màu vàng này có thêm hai chép cho anh chị nữa, cực kỳ xinh xắn luôn nha anh chị. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ bật lên nè. Đấy, và điều đặc biệt là lo nó sẽ có cho anh chị là hỗ trợ cho mình nè. Đây, đó, sau lưng nè, hỗ trợ cho anh chị có jack 6 ly. Đây, và sẽ có jack 6 ly. Và cái cổng này là cái cổng là chúng ta có thể là sử dụng là USB nè. Đó, thẻ nhớ nè, có thể kết nối được với lại cầu cổng optical nữa nè anh chị, thấy không? Kết nối TV, thấy không? Thoải mái ghê chưa? Đấy, bật lên. Đây, bây giờ mình sẽ bật lên nha anh chị. Rồi, đó. Bây giờ là micro nè, thấy không? Gắn pin rồi, bây giờ mình sẽ alo thử nè. Đó, cái này là xài pin sử dụng A đó anh chị. Hái được khoảng 3-4 tiếng. Đó. Lê 6 7. Ôi, cái vang hay ghê chưa anh chị? Cái vang cực kỳ sáng luôn nha. Đó, mic gì đó nói sao mà hả không thích được. Đây, và bây giờ là em sẽ nè, bật lên. Đó, kết nối cho anh chị nghe thử tiếng nhạc nè. Cầm lên cho anh chị thấy hả là nó nhỏ gọn mà nó dễ xách đi. Thấy không, anh chị nào mà hay đi du lịch nè, đấy, chơi Đà Lạt cái Vũng Tàu đúng không, thì nhanh tay cho mình một con em để giúp cho mình có một cái buổi tiệc âm nhạc cực kỳ tuyệt vời nha anh chị. Đây là DK01, anh chị nào thích thì nhanh tay vào việc với comment với em nha.